Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Hà Huy Tập, quý vị, ngay ngã ba đường Lương Thế Vinh và Hà Huy Tập ha. Nếu như chúng ta đi thẳng bên phía tay trái là vào con đường Lương Thế Vinh, vào Sở Giáo dục năm xưa, quý vị. Hiện tại bây giờ là trong kia là trường tiểu học Lê Quý Đôn, quý vị ha. Còn đi thẳng lên cái đồi bên kia là khu trại thẩm vấn đó. Đi thẳng như thế này là chúng ta sẽ nối về đường Triệu Việt Vương, về với Hồ Tuyền Lâm, quý vị ha. Còn hướng ngược lại là nối ra đường Trần Phú. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vòng vòng xuống Hồ Tuyền Lâm, xuống tham quan Thiền viện Trúc Lâm đi quý vị ha. Mấy ngày hôm nay trời nắng nóng, đi xuống những cái mảng thiên nhiên như vậy tham quan cho nó mát mẻ, nhìn nó xanh tươi quý vị ha. Đà Lạt hôm qua cũng có một trận mưa, tuy nhiên mưa rất là ngắn, rất là nhỏ luôn quý vị, không đủ ướt áo, không đủ ướt đất nữa, cho nên chi khí hậu nó cũng không có dịu đi bớt bao nhiêu. Buổi sáng thì nó khá là mát mẻ quý vị, tầm trưa trưa mới nắng nóng ha. Nhân tiện đây thì Cánh Đà Lạt ngày nay cũng xin gửi lời cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã luôn luôn đồng hành xem và ủng hộ cho Cánh Đà Lạt ngày nay. Cánh Đà Lạt ngày nay cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Sâm Tú Nữ Tuệ Linh đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Sâm Tú Nữ Tuệ Linh, sản phẩm số 1 giúp phụ nữ trẻ đẹp mãi với thời gian. Xin quý vị cùng xem để ủng hộ cho Cánh nhé. Chỉ với 250.000 đồng một tháng dùng sâm nhung Tú Nữ Tuệ Linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, hết bốc hỏa, sinh lý luôn tràn đầy. Sâm nhung Tú Nữ Tuệ Linh chiết xuất từ cây sâm tố nữ, giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng, tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Sâm nhung Tú Nữ Tuệ Linh chính là giải pháp hàng đầu giúp kéo dài thanh xuân, đem lại hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Sâm nhung Tú Nữ Tuệ Linh trẻ hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Khu vực Hà Huy Tập và An Bình ngày xưa người ta hay gọi là ấp Bá Đa Lộc, quý vị ha. Những khu vực như thế này, ấp á, là bà con mình ở phương xa vào đây lập nghiệp và lập ấp lập làng, rồi làm nông nghiệp đó. Ngày xưa trồng rau, trồng hoa, trồng bông không quý vị. Nhà cửa những khu vực như thế này lưa thưa lắm. Đường, ngoài đường thì nói là còn hoa dại rất là nhiều, đặc biệt là những bụi hoa dạ quỳ. Đó. Tuy nhiên bây giờ nhà cửa nhiều, san sát hết rồi kìa. Đây là một cung đường cũng đúng đặc trưng Đà Lạt luôn quý vị. Ai đi vào cái cung đường này á, họ cũng nói của địa hình Đà Lạt, đường xá nó giống như bên Hàn Quốc vậy đó. Kể cả những cái người mà khách du lịch Hàn Quốc đó, mà biết nói tiếng Việt nữa quý vị. Thì nhiều lúc họ nói mình cũng nghe được, nói sao địa hình đường xá ở đây nó giống ở bên nước mình thế đó. Tại mình quanh co ngoằn ngoèo lên dốc xuống dốc đó. Xuống ngã ba này nếu như mà chúng ta quẹo trái là đi vào con đường Đống Đa quý vị ha, ra đầu đèo Ren. Để thẳng như thế này là vào đường An Bình, xuống đường Triệu Việt Vương, về với Hồ Tuyền Lâm quý vị. Xuống đây là cuối đường Triệu Việt Vương quý vị, hay còn gọi là ngã ba làng Đất Sét. Nếu như rẽ phải là chúng ta sẽ đi vào con đường Hoa Hồng và đi vào làng Đất Sét quý vị, khu du lịch làng Đất Sét. Khu vực này người ta đang làm đường vành đai ba đó. Đường vành đai ba thì những cái video trước mình cũng có giới thiệu và cũng có nói chi tiết, cho mình không nói lại ha. Nhìn diện mạo rất là rộng lắm quý vị, hoành tráng lắm á. Và xuống dưới này nó mát lành luôn quý vị. Mắt lạnh là do ở dưới này là thiên nhiên rừng rũ này kia đó quý vị ha.
Hồi trước mình nghĩ là con đường này sẽ làm xong trước dịp lễ 30 tháng 4 để phục vụ người dân, tuy nhiên vẫn có lẽ không kịp rồi quý vị. Mình thấy ở dưới người ta đổ đá đổ điếc rồi nhưng mà vẫn chưa có trắng nhựa ha. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì một cái địa điểm cũng khá là hot và được dư luận quan tâm, đó là khu du lịch Shantan Hill Đà Lạt, đó, tọa lạc tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng quý vị ha. Đây là một quần thể du lịch mà trước đây người ta hay gọi là chùa Ấn Độ hay là chùa Tây Tạng. Tuy nhiên đến hiện tại bây giờ thì sau khi kiểm tra và kết luận của ở bên tỉnh Lâm Đồng á, thì chúng ta không nên gọi đây là chùa nữa quý vị ha, mà chúng ta phải gọi đây là khu du lịch tâm linh quý vị đó, khu du lịch trải nghiệm văn hóa tâm linh quý vị ha. Trước đó thì Bộ Nội vụ cho biết thì đoàn công tác do trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng về vụ việc liên quan đến dự án Shantan Hill Đà Lạt để có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thì đến nay Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở ngành địa phương liên quan đề nghị báo cáo các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các hoạt động tại dự án Shantan Hill Đà Lạt. Theo đó, Sở Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm làm rõ về quá trình thực hiện dự án đầu tư. Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích và quản lý sử dụng đất. Sở Xây dựng làm rõ việc cấp phép xây dựng và các hạng mục công trình tại dự án. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch làm rõ việc tổ chức đón nhận kỷ lục Guinness cho Đài Bảo Tháp Kinh Luân, lớn nhất thế giới. Và sau khi thanh tra kiểm tra cái khu du lịch này thì quý vị ha, thì ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định khu vực tham quan du lịch văn hóa tâm linh Shantan Hill Đà Lạt ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương được xây dựng và hoạt động đúng giấy phép đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các quy định của pháp luật. Thì trước đó có một số thông tin cho rằng Shantan Hill Đà Lạt hoạt động không đúng quy định theo hồ sơ cấp phép kinh doanh đã đăng ký với tỉnh. Khu vực tham quan du lịch văn hóa tâm linh Shantan Hill Đà Lạt của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Kim Phát Khánh Thành và đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 3 năm 2023. Mỗi ngày thì khu du lịch này thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, cũng như là xuất hiện những thông tin trái chiều cho rằng quần thể du lịch tâm linh này có những hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật, giá vé không theo mức kê khai. Trước các thông tin trên thì ông Ngô Văn Ninh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số sở ngành có liên quan phối hợp với đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra các nội dung dư luận phản ánh. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Kim Phát đã thực hiện đúng các quy định trong giấy phép đầu tư, chưa có biểu hiện vi phạm các quy định của pháp luật. Và theo bà Nguyễn Thu Ngọc, Tổng Giám đốc công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất chế biến sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm tại xã Tu Tra. Toàn bộ quy trình thực hiện dự án đều tuân thủ quy định pháp luật, công ty sử dụng đất đúng mục đích cơ quan có thẩm quyền cho phép. Như vậy là khu du lịch này trong thời gian vừa qua thì chúng ta hay ngộ nhận và hay gọi đây là một cái ngôi chùa, nhưng mà thực chất không phải là ngôi chùa quý vị ha. Phải gọi tên chính thức là khu du lịch văn hóa trải nghiệm tâm linh đó, Shantan Hill Đà Lạt quý vị ha. Những ngày vừa qua chúng ta hay gọi là chùa Ấn Độ, chùa Tu Tra, và xuất hiện trên những cái thông tin trang mạng truyền thông này kia cũng gọi là chùa. Thì ngộ nhận như vậy cũng đúng rồi quý vị, và gọi như vậy thì người dân gọi như vậy thì cũng đúng, tại vì là người ta thấy ở trong khu du lịch này người ta xây những cái công trình kiến trúc y chang những cái chùa là đúng rồi, tại vì những cái mái này rồi kiến trúc y chang luôn quý vị, nói chung không khác gì cái chùa. Với lại ở trong thì người ta có thờ tượng đó, những cái mô hình tượng giống như là tượng Phật ở bên phải Kim Cang Thừa, Tây Tạng hay Ấn Độ gì đó,
cho nên chỉ người dân họ cũng gọi như vậy thôi quý vị ha. Và đến bây giờ theo kết luận của tỉnh Lâm Đồng thì chúng ta không nên gọi đây là ngôi chùa nữa quý vị ha. Để đi vào được thiền viện Trúc Lâm thì chúng ta có hai lối đi chính quý vị ha. Một lối đi chủ yếu, lối đi chính của du khách, của người dân là thường là hay đi trên cái con đường Trần Thái Tông quý vị. Cổng chính ở trên đây là cổng phụ thôi. Cổng phụ này là chúng ta đi tắt từ dưới hồ Tuyền Lâm ở dưới bên thuyền rồi đi lên quý vị. Dưới này là bên thuyền ha. Rồi có cái lối đi tắt để đi lên này. Đó. Nhìn nó rất là thiên nhiên, rất là mát. Đây là một cái đồi rất là lớn quý vị. Trong này thông không ấy. Xin giới thiệu sơ lược qua cái thiền viện này chúc quý vị ha. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt á, là thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền viện cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km quý vị ha. Nằm trên núi Phùng Hoàng, phía trên hồ Tuyền Lâm. Đây không chỉ là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng mà còn là điểm tham quan và chiêm bái của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đó. Thiền viện thì được xây dựng vào năm 1993. Đến năm 1994 thì hoàn thành. Bản thiết kế do kiến trúc sư Vũ Xuân Hùng và Trần Đức Lộc vẽ và có sự tham gia thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thủ. Đó. Ngô Viết Thủ rất là nổi tiếng luôn quý vị ha. Đây là một công trình kiến trúc rất là hoành tráng, nằm trên một quả núi mà người ta hay gọi là núi Phùng Hoàng. Tại vì nếu như mà nhìn trên cao thì giống như là một con chim Phùng Hoàng đang tung cánh bay lên quý vị. Nằm bên cạnh hồ Tuyền Lâm và nó là non nước hữu tình luôn. Và xung quanh này quý vị thấy là rất là nhiều rừng, rất là nhiều thông ha. Từ dưới này mà đi lên trên khu vực chánh điện á cũng khá là xa rồi quý vị. Cái đồi này rộng lắm luôn á. Đây là một cái địa điểm mà chùa chiền tâm linh, bà con mình đi vào đi ra tham quan miễn phí quý vị ha, không có thu vé. Đó. Khi mà du khách đến Đà Lạt á thì ngoài những cái khu du lịch nổi tiếng ra thì cái thiền viện Trúc Lâm này cũng là một cái địa điểm mà du khách thường xuyên lui tới, không thể bỏ qua quý vị. Đặc biệt là những cái đoàn tour lữ hành đó, người ta hay chở đến những cái khu vực mà tham quan miễn phí giá vé quý vị ha, để tiết kiệm. Ví dụ như chùa Ve Chai thì mình Trúc Lâm đó. Đó, từ dưới đi lên rất là rộng, rất là thiên nhiên luôn quý vị. Cái này giống như kiểu mà trong phim Kim Hiệp ngày xưa đi lên chùa Thiếu Lâm để tầm sư học đạo ấy. Quá rộng luôn quý vị ha. Xung quanh đây phải nói thiên nhiên này, quý vị thấy không? Rất là đẹp luôn. Wow, đây là phải nói là chim hót ríu rang luôn quý vị. Wow. Thank you.
Rồi hôm nay mình cũng dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vòng vòng tham quan thành phố Đà Lạt, đặc biệt là dẫn quý vị đi đến tham quan lại một cái khu du lịch, một cái ngôi chùa khá là nổi tiếng mà du khách nào khi mà đến Đà Lạt cũng không thể nào mà bỏ qua. Một ngôi chùa rất là cổ kính và một cái mảng xanh rất là tuyệt vời nằm bên cạnh Hồ Tuyền Lâm. Cũng như là thông tin với quý vị về khu du lịch Sam Thành Hiêu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng quý vị ha. Để quý vị biết được cái tên gọi chính thức, không nên gọi đây là ngôi chùa nữa. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.